Món quà Giáng sinh hôm nay của team Minh Phụng Music là tới chung cư Villa Bắc quận 9, mang đến gia đình của anh khách hàng vui tính là cái đàn piano cơ Yamaha U1H màu đen bóng tuyệt đẹp. Để không phải chờ lâu thì mình sẽ cùng với các bạn lên đường xuất phát nhé. Đàn đã được đội tải giao đến rồi, vào trong nhà và tiếp tục công việc với team nhé. Tại sao phím đàn piano cơ lại được làm từ gỗ thay vì nhựa hoặc kim loại? Đơn giản vì gỗ mang lại cảm giác chạm tự nhiên, độ nảy tốt và khả năng truyền rung động âm thanh chính xác. Thêm vào đó gỗ lại nhẹ và bền mà còn có khả năng hấp thụ chấn động, giảm thiểu tiếng ồn từ cơ cấu phím, mang đến tiếng đàn tự nhiên hơn. Nhân vật chính của video Yamaha U1H series 7 số đầu 2 đang siêu sale 14%, từ 35 triệu giảm còn 30 triệu. Chưa hết đâu bạn nhé, quà tặng hấp dẫn theo đàn sẽ gồm có khăn phủ đàn bằng vải nhung bảo vệ đàn tránh chì xước, khăn phủ phím nỉ đỏ tránh bụi rơi vào phím, không thể thiếu cả ống sưởi để giúp đàn không bị ẩm vào những ngày mưa. Cuối cùng là ghế piano siêu đẹp trang bị Thunder đến từ Nhật Bản với chất lượng cao, bền, đẹp. Bên cạnh các phần quà tặng hấp dẫn thì đây là những thông tin về Yamaha U1H mà các bạn không nên bỏ qua. Khung đàn bằng gang cho độ ổn định và khả năng chịu lực vượt trội, sau bo gỗ vân sam cao cấp cho âm thanh tự nhiên, búa đàn bọc nỉ mang lại âm sắc tinh tế, dây đàn bằng thép có độ đàn hồi tuyệt vời, hệ thống 3 pedal giúp độ vang hoàn hảo. Cùng với đó là chế độ bảo hành cho đàn sẽ là 10 năm, miễn phí lên dây một lần. Và đây là bước quan trọng nhất của mỗi chuyến đi, đó là test độ nhảy phím và âm thanh trên cây đàn trước khi bàn giao đến khách hàng, giữ nguyên vẻ đẹp hoàn hảo nhất của piano. Cảm ơn anh và gia đình đã tin yêu chọn lựa piano tại Minh Phụng Music là món quà tặng Giáng sinh đầy tuyệt vời cho hai thành viên nhỏ tuổi dễ thương của gia đình. Còn các bạn thì sao? Hãy đến với 3 showroom của Minh Phụng Music tại quận Tân Bình, quận 3 và quận 12. Sắm ngay cây đàn yêu thích của chính bạn và liên hệ qua hotline 0919 768606 để được tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.